Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series phá đảo game Nest điện tử 4 nút. Và game tiếp theo mình muốn phá đảo tên là Name Game Ninja Garden, Ninja Recurrent gì đó. Vâng, thì Ninja Recurrent này thì gồm có 3 phần. Và mình sẽ, sẽ phá đảo luôn hết cả 3 phần cho các bạn xem. Xem từ phần 1 đến phần 3 có gì thay đổi và xem phần trùng cuối là như thế nào. Đấy, bạn nhìn thấy nội dung khá là hay và hấp dẫn đấy, chém nhau các kiểu. Rồi, chém một con da cam với cả một con màu xám. Cuối cùng thì con da cam đã cục và nó tiếng gì đấy. Ok, chúng ta vào luôn chơi. Sản xuất năm 88, Tecmo, công ty Tecmo thì với nhiều game rất là nổi tiếng rồi. Và đây là Ninja Garden 1. Thì ở trên là thời gian và dưới là 2 lần. Và cái bản này cũng là cái bản bất tử rồi, nên mình chạm vào nó sẽ không mất máu. Còn ăn cái này là cái số lượng này, 5, 10 này. Đấy là 10 lần bắn trưởng. Đấy. Đây, xem cái này cái gì. Cái này cũng thế, 20 lần rồi. Cái màu đỏ này thì được mỗi phát là được 10 lần. Còn màu xanh thì mỗi phát được 5 lần. Đây, tiêu rồi. Đấy. Thì cái bản này nó đặc biệt ở chỗ là mỗi lần bắn thì tăng lên một phát. Đây, hai đang 22 nhá. Bắn lên 23, 24, 25, 26, 27. Đúng là bản mốt. Xịn vãi. Còn bình thường bắn đánh nghĩa phải mất rồi. Đây, bắn lại tăng lên. Thế không bao giờ lo hết đạn. Nói chung là dị. Rồi, thời gian thì còn 90 giây rồi. 91, 90 này. Đi nhanh lên tí, không hết giờ. Đấy, mình vừa ăn trưởng khác. Đấy, trưởng xoay. Rồi, bảo vệ. Đi hết giờ sớm vậy. Đấy, hết cái bảo vệ. Tiếng đấy, tiếng đấy bảo vệ. Linh ta linh tinh mất luôn cả cái chi tiêu mất kiểu à. À, láo ra nhỉ. Thì game này cũng là kinh điển của 4 nút đi. Mất hay luôn. Rồi, ta đã qua bài 40 giây. Đây là con trùng bài 1. Thì máu đó thì ở dưới, máu mình ở trên. Rồi, step 1, 2 đã qua. Vâng, thì cứ thời gian bao nhiêu thì mình được bấy nhiêu điểm. Rồi, vậy chúng ta đã qua bài 1 rồi. Nhìn rất là hoành tráng, đồ họa đẹp. Vâng, bài 2 là ở trong như kiểu công trường ấy. Đây, cái đèn này. Đánh cái đèn thì được. Mình gan được một trưởng xịn đấy. Xếp vào. Rơi xuống đây thì như nào. Game này bất tử thì rơi xuống thì cũng phải đi lại từ đầu. Chi tiêu rồi, không ăn. Để này xịn hơn. Rồi, đây có cái chỗ bám. Đúng rồi. Để điên cuồng quá. Loa lại. Bây giờ cái chi tiêu dở hơi. Vâng, đã chết. Anh chẳng điều gì ạ.
cũng trượt xuống được. Rồi, rồi đi cửa này rồi. À đây, có cầu thang như thế. Mắt cái chảy mũi. Rồi. Chết. Series kinh điển. Hồi xưa có game, mấy cái game kiểu này chơi thì cứ phải gọi là ngồi nhà, ơi á, bực thật, ngồi nhà không muốn đi đâu luôn. Rồi, chúng ta sẽ giết chùm bé 2. Vâng, cái này có 2122. Ơ, không phải. Ây, ây, ây giời, nó dọa mình. Chết ngay mà. Ơ, không chết. What? Chết. Trời ơi, tưởng thế nào. Giật lag ấy. Đi ở gì? Đi vào xuống xuống dưới á. Ơ, đây là cầu thang nhỉ? Đúng rồi. Đâu? Ây giờ. Đấy chưa. Nhảy xuống cũng chết. Phải đi như thế mới không chết. Bó tay luôn. Không phải hồi xưa chưa phải đảo trò này. Ú vãi. Ú vãi. Đấy, bảo vệ ạ. À, cái tiếng này là cái tiếng nhạc chung bảo vệ. Á à! Ui shit chết. Rồi. Đi ạ. Vâng, mình chả biết lên như nào luôn. Vâng. Trời lấy mắc tù. Bây giờ hết thưởng phóng rồi. Bây giờ chết. Cái này cái gì nhỉ? Đạn. Đấy, cái này. Đây đây đây, chờ gì á? Đây chuẩn gì nhỉ? À, xoay. Đấy đấy. Rồi, thời gian có vẻ không được rộng rãi lắm. Đi tí đã hết giờ. Rồi, đây mới là dây chùm này. Chùm bé 2. Ôi. Ok. Chém như thật. Ủa. Mình nhảy chết. Chém phát nó chết luôn này. Đấy. Chứng tỏ đạn. Chứng tỏ trời này rất mạnh. Rồi chúng ta lại sang 13. Với 1 1 1 2. 2 1 2 2 2 3. Dự là 3 1 3 2 3 3 3 4. Đấy. Kiểu này tăng dần. Đây ạ. Đạn. Đấy, ngưng động thời gian. Đấy, chi tiêu. Chết nè. Đây à. Đây à. Báo như thế nào nhỉ? Yếu thế. Ý. Rồi, sẽ chết. Là mắc thọt. Ây à. Mất máu không được yên. Ba hai. Bắn chim. Ây à. Chết lẹ. Chết.
chết. Chết chết. Đúng chưa? Thế kiểu này kiểu bám bám này kiểu gì cũng chết. Ây da, ấn nhầm rồi. Chết rồi. Thằng tiếng thần ninja bám rất kém. Ây à, bé nhanh lên. Ây da. Woo. Xong. Rồi. Em bảo là dạo này toàn chơi những cái màn kiểu những cái room kiểu bất tử, nên thao tác tay hơi chậm tí. Đấy. Chưa kịp ấn xếp phát được. Vấn đề, rồi. Ây da. Ây da. Ây chưa. Chém khó. Đấy. Đấy, điều xịn. Xuôi. Rồi. Rồi, 3-2 rồi. Đấy, 3-3 giết thủ. Ôi, có lẽ con gì đây? Để nhót này à? Đùa, không vào giết mình được. Sao? Quá đơn giản luôn, con này là con ninja to. Vậy vậy, chúng ta đã qua bài 3. Ta sẽ tiếp tục. Và nó nói tiếng Tây đứng tàu thì chả hiểu gì. Ôi, chết chưởng. Thôi à, cố ý không đập luôn. Và bắn con nhện để ra đạn. Vậy chắc là con chim, là con nhện. Đủ các loại, nói chung là bắn quái vật, à bắn động vật. Nhật. Đây cái này, rồi, lấy chưởng này không? Không lấy chưởng nào cả. Chưởng xoay rất chi là hay luôn. Đấy à. Đấy, xoay, đấy à. Ơ sao rồi vãi chửa. Ơ tự nhiên giờ không xài nữa. Ơ quên cứ tưởng từ dưới là đường. Ôi men. Ôi men. Ôi men. À. Hoài. Kìa. À, tự nhiên là mất trưởng. À. Tự nhiên là gì ấy? À, qua luôn bài ấy. À, chúng ta sẽ đi đường dây tàu cái tưởng không phải à? Cái tưởng được đi. Ôi giời. Ôi giời. Xoay điện đúng lúc đúng chỗ phết. Chết. Yếu thế. Đủ. Trời mất máu rồi còn không kiểu. Đấy, xoáy này không được tăng lượt luôn. Nghe cái ngoài quăng. Rồi. Chết, trời này mất máu mà không được tăng hình. Rồi lúc bảo ra chơi liên tục được. À, rồi, chim. Chúng ta đang phải trong hang nên xuất hiện nhiều. Thế đổi đạn đi. Đấy, đủ quá. Rồi, ai. Nè.
3 lại giết chủ rồi. Được, nhảy một tí cũng không lên được. Cứ phải đúng 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 kích cỡ của nó thôi. Ôi. Đấy. Được, cái tiêu này phóng thì được tăng này. Đơn giản thôi, cứ đợi nó nhảy xuống rồi bắn. Sao? Ok, ta còn 4. Dự là có 8 bài. Nhảy xuống hố luôn ạ. Cảnh hơi tí là bảo kìa. Quay lại trượt. Kiểu đánh xong không kiểu không được tăng hình. Ôi điên lắm. Ây trời ơi. Xong rồi mất máu thì nhảy nhót các kiểu. Đấy. Cái gì là ảo diệu ấy. Chết. Bám em nó không nhảy lên được luôn. Thế mới tải 52 thôi. À, vẫn 2 lần. Trường sinh bất tử. Ừ.
Mình vẫn không hành động. À, ghét thật. Ôi giời. Đấy, chém rồi lên. Trốn lần lắm, đầy hết luôn rồi. Rồi vỗ đạn khác. Chết. Nè. Ôi giời. Tưởng rơi xuống chết rồi chứ. Con này đá như kiểu Lý Tiểu Long ấy. Đấy, đúng rồi, khi tiêu này phóng cái gì nữa được này. Gì vậy? Bình tĩnh. Ôi, hai con. Chết. Đấy em. Rồi ép giò. Ây xa. Đủ. Ê, nhập, nhập. Đó, là xe phá lạ. Đó. Ê, đợi. Trời ơi, quay qua mấy trường. Ôi ôi ôi. Rồi, đá đi. Rồi, đá. Ôi, mấy trường. Cái trường bị tra tấn đi. Xem xem tập thể. Con lão có thể giết được em. Đấy, thank you. Giờ mày banh được lên. Cái này đi rồi gì á? Khó hiểu. Trời. Bám thế gọi là bám. Có cái cá rất là tù. Yeah, mày quá. Nói chung là lúc đi lên cầu thang thì nó chạm vào thì không bị bật ra. Đại loại là thế. Vậy là 5-3 rồi chưa giết chủ. 5-4 rồi giết chủ. Thì luôn. Trò này đang tự hỏi là không. Không biết tử mà phá đảo nổi không. Yeah. Rồi đấy, phải đổi tên thành ninja hấp diêm. Ninja bị hấp diêm. Ơ, nó biến mất rồi anh em ơi. Đấy. Thôi xong. Một mày quá. Ok, mày quá. Ây. Đấy đủ. Chết. Rồi. Quả đấy thực sự là suýt chết đấy. Hơ. Đấy. Đấy là đây là đang lên đỉnh núi rồi. Đây các bạn biết ở đâu không? Ai Cập. Đoán vậy. Khổ. Anh nhìn ra bị hấp diệt tập thể. Yeah. Ơi, đang phi tiêu xị. Kinh hoa té nhanh. Rồi phát lên đỉnh luôn rồi. Rồi riêng con gì ơi. Có phải là trùng cuối không? Nhìn kinh dị phết. Bắn C.
xét. Không né được. Đấy, nhảy lên này. Đứng nghiện chết rồi. Kiểu gì cũng chết luôn ạ. Đấy chưa. Rồi. Nói chung là kiểu thi đêm mai nhiều máu hơn thì sẽ thắng. Rồi. Rồi vẫn tiếp tục. 6-1. Ôi giời. Xít chết. Mình nghĩ vào lại bàn cuối. Đấy, cái bình ấy mình máu chắc luôn. Đây rồi, đã xịt rồi. Chết. Rồi. Chóng hết cả mặt này. Ui, con gì ấy? Sáu hai điểm trăm hơn 180.000 rồi. Ây da, chả nhìn đến mình đâu luôn. Chết. Wow. Ây da, không biết gì đấy. Nền với anh này. Này đi rồi đi anh. Ở đây. Rồi, hay quá. Thôi đừng. Đừng. Trời, đùa. Khổ thân ông này vãi. Này á, chạm vào nó phát chết. Mình đang tự hỏi không hiểu đi rồi gì. Rồi là hay. Nhảy xuống này. Không vãi. Rồi sao. Ôi giời, hài lắm. Ít ra phải chọn đây. Ít ra cho mình mất máu rồi được tàng hình như vậy. Chết trò nào làm gì trò này. Chết. Rồi xong. Quá trường phi tiêu quên không bóng. Chết. Rồi. Cái cả rơi kiểu rơi bị kéo hình với kiểu gì cũng chết. Đi. Rồi ngon. Ô vén. Vén. Đấy. Sau khi bắn nó lại sống lại cơ. Thế mới ảo. Đấy. Hết kiên nhẫn. Đấy. Kéo hình lại sống lại này. Quá hảo rượu luôn. Rồi qua thôi. No. Đùa. Ôi trời. Ok à, may quá. Phải tiếp tục phải chơi lại. Ôi à. Ôi chơi chưa. Lần này thì hết may rồi. May quá. Và đùa chết được tăng lần rồi. Thế là ảo diệu. Giờ ôi kìa. Mất đạn.
ngon. Chết đi. Ôi, 6-3 rồi. Sao ghét chung rồi. Tưởng đá anh là dễ. Anh mình hấp diêm lên đi. Rồi. Trèo lên không? Còn chó này. Rồi. Phi tiêu quên. À, ăn được cái đồng hồ quả lắc. Đấy, để cứ lấy mà còn chết thì cũng bó tay luôn. Ra đây, chiến đấu với anh. Wow. Vui vãi chưa? Hình như này bắn một viên ngọc. Đấy, đấy. Vâng. Em chưa kịp bắn như các anh ép em thế này. Hỏi em biết tưởng gì. Đúng rồi, chém viên ngọc rồi. Trời, cái này đố phá đảo luôn. Thật sự luôn. Kiểu mỗi lần vân máu ấy, chết luôn ấy. Hy vọng là phần 2, phần 3 của The Garden nó cải thiện. Nhìn The Garden kiểu này chơi thốn lắm. Đây. Cố lên, hai máu rồi. Chết, một máu nữa. Chết đi. Chết. Sao? Con hề nè, con hề. Hề mũi to. Đây, vâng, chủ chính của chúng ta rồi. Giết như nào ấy? Cứ chạm vào phát lại mất máu này thì từ từ hỏi giết như nào là không có đạn chứ. Không có tiêu chứ. Thế à? Thank you.
Để lên trên này này. Hay là mất máu rồi à? Ôi thôi. Rồi, cứ đứng ở đây mà xử. Sao? Đây chắc là bug, bug của game rồi. Ôi da. Gì đây? Chết rồi. Đây, một máu ơi. Cố lên. Xong. Hơn 240.000 điểm. Ok. Wow. Đã giết chủ rồi. Là chắc con đồ não rồi. Và mình coi mình biết được gì á. Ơ này, trèo về nó. Như kiểu cảm tử ấy. Này, rơi đầu đi. À, một lúc rơi đầu thì sẽ giết được. Rơi xuống vào. Máu xong, quay lưng lại với đối thủ không thèm nhìn, và như kiểu đây là con rồng nó ôm kiểu trứng thế này. À, lại chắc là đi cứu bố. Đó là cứu bố. Yeah. Cảm ơn con cứu bố. Con có vất vả không? Ok, không sao bố ạ. À, con đi gặp được bố là con mừng lắm rồi. Chúng ta sẽ trở về thôi. À, hôm nay con sẽ đãi bố món canh chua, cà đầu chua, dưa cà mắm muối kho tiêu, rau luộc chấm nước mắm, xào tỏi, ok. Ừ, được rồi. Rồi, chúng ta về thôi. Cái gì? Chuyện gì vậy? Hả? Bố ơi. Vâng. Sau khi cứu bố thì cái khu vực này đã bị nổ tung và ta phải chạy nhanh. Bố thoát ra từ bố ơi. Ok, như vậy là 39 phút trong game và mình đã phá đảo game Ninja Garden 1, hay còn gọi là Ninja Garden 1. Cái hướng dẫn cài đặt game và download game thì mình để link ở mô tả của video hoặc dưới comment của video này. Các bạn xem để download và chơi. Nếu mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Nếu các bạn cảm thấy video có ích hãy like và chia sẻ vui vẻ để cập nhật những video mới nhất của mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ui da. What? Vợ ở đâu ra này? Anh yêu. Ơi. Sao thế em? Em cho anh cái này này. Giống cái đồ chơi đấy. Để làm gì em? Thì những lúc không có anh, em cần phải dùng nó thôi. Ơ thế à? Ừ. Tại vì anh đi cứu bố nên không có thời gian để chăm sóc em. Em hãy cứ tạm thời dùng nó đi. Vâng, ok. Anh đã cứu bố rồi. Rồi chúng ta tối nay sẽ không cần dùng ở đâu. Vâng.
Nhưng nó cảm giác vẫn không sướng bằng anh ạ. Ok. Thôi, chúng ta về tiếp tục. Ok. Một số đoạn đối thoại vui mình tự bịa ra. Đấy. Vậy là không cần nói nữa rồi. Kiểu ném đi không cần tôi chơi nữa. Rồi, ok. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tới. Bye bye. Đấy, mình biết ngay mà. Kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Giết anh để cứu người yêu.